Welcome to middleton hall. chào mừng các bạn đến với middleton hall chương trình học tiếng anh do đài tiếng nói việt nam và hội đồng anh phối hợp thực hiện phần 2 của câu chuyện vé xem opera vâng tôi là cẩm thi hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện về cuộc sống tại một khách sạn gia đình ở vùng quê nước anh trong chương trình lần trước chúng ta đã gặp một thanh niên tên là kevin người vừa bắt đầu công việc tại khách sạn thực ra đó là buổi sáng làm việc đầu tiên của cậu ấy Kevin đã gặp người quản lý khách sạn, ông Sidwell và một người khách là bà Sheridan. Hôm nay Kevin sẽ gặp một trong những người chủ của khách sạn, bà Millerton. Ở đầu của hội thoại, bà Millerton chỉ cho Kevin phòng của cậu ấy và nói: It's not very big, but it's got everything you need. Phòng không rộng lắm, nhưng có đủ mọi thứ cậu cần. Kevin đi về phía cửa sổ và nói: Oh, look at the view. Ôi, hãy nhìn quang cảnh ngoài kia kìa và câu hỏi đầu tiên là họ có thể nhìn thấy gì từ phía cửa sổ phòng Kevin sau đó họ nói chuyện về người quản lý khách sạn ông Sitwell bà Millerton nói Mr. Sitwell can be a little difficult ông Sitwell có thể là hơi khó tính và bà ta khuyên Kevin nên làm gì nếu cậu ấy có điều lo lắng hay băn khoăn chúng ta cùng nghe hội thoại và trả lời câu hỏi nhé so this is your room Kevin oh it is nice It's not very big, but it's got everything you need bed, wardrobe, desk. I'm sure you'll be comfortable. Thank you, Mrs. Middleton. I'm sure I will. Oh, and look at the view. We're so high up. You can see for miles. All the way to London on a clear day, way out there in the distance. Oh, and look at the gardens down there. They're lovely. Yes. Middleton Hall is a lovely place. And I hope you'll be happy here, Kevin. I'm sure I will be. Although, well, there is something I want to ask you. I think I know what you're going to say, Kevin. Is it about Mr. Sitwell? Well, yes. Yes, it is, actually. Now, I don't want you to worry about him. Mr. Sitwell can be a little difficult, I know. But you mustn't let him upset you. It might take some time, but you'll get used to him. I'm sure you're right. And if you have any concerns, any worries, you come to me, Kevin. Thank you, Mrs. Middleton. Sitwell likes to think he is the boss round here, but he's not. Mr. Middleton and I own this hotel, and Sitwell is a member of staff, just like you. You remember that, Kevin. Oh, I will, Mrs. Middleton, I will. But, Kevin, there is something I'd like to talk to you about. Yes? Vậy họ có thể nhìn thấy gì từ cửa sổ phòng Kevin? Kevin nói, We are so high up. You can see for miles. Chúng ta đang ở rất cao. Bà có thể nhìn xa cả mấy dặm. Và bà Milton nói thêm, All the way to London on a clear day. Nhìn thấy cả London vào ngày trời quang đãng ấy chứ. Kevin nhìn xuống phía dưới cửa sổ và nói, And look at the gardens down there. They're lovely. Bà hãy nhìn xuống những khu vườn phía dưới kia. Chúng thật là đáng yêu. Đúng vậy, dường như Milton Hall là một nơi rất đẹp. Tuy nhiên, Kevin rõ ràng là đang rất lo lắng về ông Sidwell. Vậy bà Milton bảo cậu ấy nên làm gì? Bà ấy nói, If you have any concerns, any worries, you come to me. Nếu cậu có điều gì băn khoăn lo lắng, cứ đến tìm tôi nhé. Bà ấy nói tiếp Sitwell likes to think he's the boss round here, but he's not. Ông Sitwell rất thích nghĩ rằng mình là chủ ở đây, nhưng mà không phải thế đâu. Sitwell is a member of staff, just like you. Sitwell chỉ là một nhân viên, cũng như cậu vậy thôi. <laughs> Khi cuộc nói chuyện tiếp tục, bà Milton nói, Kevin, there is something I'd like to talk to you about. Kevin, có một vài điều tôi muốn nói với cậu. Bà ấy đã nhận ra là Kevin đang đi giày tập và bà ấy bảo: "They're not quite right for Middleton Hall." Đôi giày này không phù hợp lắm đối với khách sạn Middleton Hall. Kevin đáp lại là ông Sitwell cũng đã nói y như vậy. Cậu ta nói thêm: "I promised to buy some proper shoes when I get my first paycheck." Tôi đã hứa là sẽ mua một đôi giày phù hợp khi nhận được tháng lương đầu tiên nhưng cho đến tận cuối tháng cậu ấy mới được nhận tháng lương đầu tiên. Có hai câu hỏi là bà Milton đề nghị làm gì cho Kevin và Kevin hứa làm gì để đáp lại. Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. But Kevin, there is something I'd like to talk to you about. Yes. I hope you don't mind me saying this, but do you have any other shoes? Ah, are you talking about my trainers? Well, yes. They're not. Quite right for Middleton Hall. That's what Mr. Sitwell said. He said staff should wear highly polished black leather shoes at all times. And I'm afraid he's right. Yes, Mrs. Middleton. I understand. It's just that. Well, I promised to buy you some proper shoes when I get my first paycheck. But that won't be until the end of the month, so I'll just have to wait until then. I tell you what, Kevin. Why don't I lend you the money to buy some new shoes? Really? Would you do that for me? Of course. But please, please don't tell anyone about this, especially not my husband. Of course. I promise. Mr. Middleton says I'm always too kind to people. He wouldn't like it if he found out. Now, yes, here we are should be enough. Oh, thank you Mrs. Middleton. Thank you. I'll pay you back. You make sure you go out and buy those shoes as soon as you can. Oh, I will. I'll do it tomorrow. Don't worry. Good. Now, let me show you round the rest of the hotel. Vậy bà Middleton đề nghị làm gì cho Kevin? Bà ấy nói. Why don't I lend you the money to buy some new shoes? Tại sao tôi lại không cho cậu mượn tiền để mua giày mới nhỉ? Nhưng bà ấy không muốn chồng mình biết điều này, bà giải thích. Mr Middleton says, I'm always too kind to people. He wouldn't like it if he found out. Ông Middleton nói, tôi luôn quá tốt với mọi người. Ông ấy sẽ không thích điều đó nếu ông ấy biết. Và Kevin hứa điều gì? He promises not to tell anyone about it. Cậu ta hứa không nói cho ai biết điều này. Và lời hứa đó khá là quan trọng đối với Kevin. Chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này ở phần sau của câu chuyện. Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện. Trong hội thoại tiếp theo, bà Milton dẫn Kevin đi quanh khách sạn, bà nói. And if you come through here, Kevin, this is the lounge. Và nếu đi xuyên qua đây, Kevin, thì đây là phòng chờ của khách sạn. Tại đó họ gặp Maria, cô cũng là nhân viên của khách sạn. Bà Milton nói: Maria, as usual, is trying to hide a book behind her back. Maria lúc nào cũng vậy, cố giấu một cuốn sách đằng sau lưng. Và câu hỏi tiếp theo là tại sao Maria lại mang theo cuốn sách? Sau đó cô ấy nói chuyện về công việc tối hôm đó. Và có thêm hai câu hỏi nữa là Maria muốn làm gì vào tối hôm đó? Và ông Sitwell yêu cầu cô ấy làm gì? Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. And if you come through here, Kevin, this is the lounge. Oh, and here's Maria. Oh, oh, hello Mrs Middleton. And this Maria is Kevin. Hello. Nice to meet you, Kevin. And you. Maria as usual is trying to hide a book behind her back. I'm sorry, Mrs Middleton. It's true, I am. That's all right. You know I don't mind. Maria is a student, you see, Kevin. Are you? What are you studying? Mechanical engineering. Isn't that marvelous? Mechanical engineering at university? Yes. I'm doing a course up in London. It's mostly online though, which means I can work here. I go up there for a class one evening a week. Hm. Or at least I do when Mr Sitwell lets me. What do you mean, Maria? Oh, he's told me I have to work this evening, which is when my class is, of course. Well, that's not right. Shall I speak to him? No, no, thank you, Mrs. Middleton. But it's probably better if you don't. You see, he found me in the kitchen earlier reading when I should have been cleaning the rooms. He wasn't pleased. I see. I don't want to make him even more angry. Anyway, if you'll excuse me, I'd better get back to work. <laughs> Vậy tại sao Maria lại luôn mang theo cuốn sách? Because she's a student. Vâng, cô ấy không chỉ làm việc ở khách sạn Milton Hall, cô ấy đang là sinh viên ngành kỹ sư cơ khí ở một trường đại học ở London. Và cô ấy muốn làm gì tối nay? She wants to go to her class in London. Cô ấy muốn đến lớp học ở London, nhưng ông Sidwell đã yêu cầu cô ấy làm gì? He's told her she has to work this evening. Ông ấy bảo cô ấy phải làm ca tối nay. Và Maria không vui vì điều này. Khi hội thoại tiếp tục, chúng ta nghe Kevin nói. Oh Maria, don't forget your bag. Maria đừng quên túi của cô này. Maria trả lời là cái túi không phải của mình. Và bà Milton nói. One of the guests must have left it. Chắc là một người khách nào đó đã để quên. Có thêm hai câu hỏi nữa, các bạn hãy lưu ý khi nghe. Theo bà Millerton thì người khách nào đã bỏ quên cái túi và bà Millerton sẽ làm gì với cái túi đó? Mời các bạn nghe phần cuối của hội thoại trong chương trình hôm nay. Anyway, if you'll excuse me, I'd better get back to work. Yes. Of course. Uh Maria? Yes. Don't forget your bag. My bag? Well, I haven't got a bag. What about this? Oh, well, that's not mine. Well, whose is it then? Let me see. Oh, one of the guests must have left it. Yes, and I can probably guess which one. Mrs. Sheridan, perhaps. Yes, Mrs. Sheridan. She forgets everything. <laughs> could you take this to reception, Kevin, and give it to Sitwell? Yes. Yes, of course. Maria? Yes. I'm going away for a couple of nights, and I was wondering, could you make sure Kevin is all right while I'm gone? Of course, Mrs. Middleton. I just don't want anything to go wrong. We know what Sitwell is like, and we all remember what happened to the last one. Yes, and the one before him, too. Don't worry, I'll look after him. Thank you, Maria. Mrs. Middleton, I'm sorry, but Mr. Sitwell's not there. Isn't he? Oh, well, never mind. Give it to me. I'll put it in the hotel safe. Excuse me, Mrs. Middleton, but I have to go. Yes, of course, Maria, of course. Nice to meet you, Maria. Yes. Yes, and you. Right. Well, Kevin, let's go through to the dining room. Come on, this way. Vậy theo bà Millerton, người khách nào đã bỏ quên cái túi trong phòng chờ? Mrs Sheridan. Và tại sao bà ấy lại cho rằng cái túi đó là của bà Sheridan? Because Mrs Sheridan forgets everything. Vì bà Sheridan hay quên mọi thứ. Bà Millerton sẽ làm gì với cái túi đó? Bà nói. I'll put it in the hotel safe tôi sẽ để nó vào kết an toàn của khách sạn và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về chiếc túi của bà sheridan trong chương trình lần sau bây giờ mời các bạn nghe lại một phần trong chương trình hôm nay maria yes i'm going away for a couple of nights and i was wondering could you make sure kevin is all right while i'm gone Of course, Mrs. Middleton. I just don't want anything to go wrong. We know what Sitwell is like, and we all remember what happened to the last one. Yes, and the one before him, too. Don't worry. I'll look after him. Thank you, Maria. Mrs. Middleton, I'm sorry, but Mr. Sitwell's not there. Isn't he? Oh, well, never mind. Give it to me. I'll put it in the hotel safe. Excuse me, Mrs. Middleton, but I have to go. Yes, of course, Maria, of course. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện khách sạn Milton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của đài tiếng nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Các bạn có thể tìm thêm tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.